Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy Gia Rí nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe Sonic nha mọi người. Còn là Sonic tem sơn 3D và một dòng nữa là Vario trong cái clip này ha. Các bạn xem thì mình nên xem kỹ á, tại vì nhiều lúc hướng dẫn mọi người cách mua nè, trả góp như thế nào nè, rồi giá xe như thế nào nè. Thì anh chị và các bạn mình lưu ý ha. Đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có em Kiều sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Kiều ạ. Hello, xin chào các bạn, là Kiều đây ha. Hôm nay Kiều sẽ giới thiệu cho các bạn những cái dòng Sonic màu 3D và Vario màu 3D ha. Hiện tại thì cũng là còn 3 tuần nữa là Tết rồi, thì anh chị nào có nhu cầu mua xe sớm thì mình có thể mua trước để Kiều hỗ trợ làm biển số trước Tết cho các bạn luôn nha. Hiện tại thì Kiều đang đứng ở một dàn Sonic lên 3D luôn ha. Hiện tại là em đứng ở màu vàng này. Màu vàng này bên Kiều lên 3D luôn ha. Màu vàng này vàng đỏ nha các bạn. Màu này hiện tại giá Sonic bên Kiều là 51 triệu. Ví dụ như anh chị lên 3D như thế này thì theo như Kiều từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi là được rồi nha. Những cái màu này thì khách hàng yêu cầu bên Kiều rất là nhiều luôn ha, nên là hôm nay Kiều lên hết cho khách hàng, khỏi khách hàng nào tới là có sẵn luôn chứ không cần phải đặt màu nữa ha. Này đó, kỹ tí mấy cái màu, kỹ tí không? Đúng rồi. Các bạn nam thì chạy những cái dòng này thì nhìn nó trẻ trung năng động ha. Con này thì hiện tại giá sao em? Dạ, giá của Kiều hiện tại là 51 triệu nhưng mà lên 3D như thế này thì thêm cho Kiều từ 1 triệu rưỡi là được. Thêm 1 triệu rưỡi. Dạ, đúng rồi, 52 triệu 500. Mình đặt trước bao nhiêu em? Nếu mà những dòng Sonic như thế này thì các bạn mua góp thì chỉ cần đưa trước cho bên Kiều là từ 6 tới 7 triệu thôi là được rồi nha, những cái dòng 3D như thế này nha. Rồi, anh thấy con rẹp son quá đẹp đi. Nè, màu này. Màu này ha. Rồi. Nó kết hợp ba màu luôn thôi, cam, đỏ và trắng luôn nha các bạn. Màu này. Nó lên tem nhìn kiểu như nó lên tem vậy đó. Những cái dòng này thì bạn nam hỏi Kiều, những cái bạn nam nhắn tin hỏi cho Kiều rất là nhiều luôn ha. Mẫu này thì hiện tại bên Kiều cũng giá như vậy luôn. Lên màu 3D lên tem như thế này thì có thể là cộng thêm cho Kiều từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi là được ha. Giá 52 triệu 500. 52 triệu 500. Dạ đúng rồi. Cái bên là một em màu xanh ha, màu xanh dương. Mẫu này hiện tại cũng rất là hot luôn Kiều. Giá nó cũng y vậy luôn nha. Màu 3D là lên đồng giá cho Kiều dùm nha. Là đều 51 triệu hết luôn. Dạ đúng rồi. Lên 3D như thế này là cứ lên cộng thêm cho Kiều là 1 triệu rưỡi là được rồi. Rồi, quá trời màu luôn, vàng nè, vàng non. Con này là vàng chanh đúng không? Dạ đúng rồi, vàng chanh, vàng non. Hoặc là xanh xanh dạ quang cũng được. Nếu mà cặp vẹt nó là màu gì em? Dạ, nếu mà cầu vàng nó là dạng như là màu xanh vàng và xanh vàng non á, nói chung là kết hợp hai màu các bạn có thể lên màu vàng được luôn nha. Này. Rồi, cái bên là một em xanh ngọc luôn. Những cái màu mà các bạn yêu cầu thì bên Kiều sẽ lên hết sẵn cho các bạn luôn, để khi nào mà các bạn qua thì có màu sẵn luôn, không cần là phải đặt hàng hay là chờ đợi gì nữa ha. Đây màu xanh, xanh ngọc. Mẫu này cũng đồng giá luôn nha. Rồi các bạn, những cái dòng này thì các bạn góp thì chỉ cần đưa trước cho Kiều là từ 6 tới 7 triệu là góp được và chứng minh thôi là góp được nha các bạn. Thì các bạn đi theo Kiều thì Kiều sẽ giới thiệu thêm cho các bạn những cái dòng mà Vario 3D ha. Rồi. Vario thì khá là nhiều luôn. Dạ. Bên Kiều những cái dòng Vario thì bên Kiều lên 3D rất là nhiều ha, còn bên kho nữa ha. Hiện tại thì Kiều đang đứng ở bên là Vario em này là 125, màu này là màu xanh lá nha các bạn. Màu này kèm thêm là bộ bánh đồng luôn ha. Vario hiện tại bên Kiều là giá hiện tại những cái em này là 36 triệu lên màu như thế này thì các bạn lên bên Kiều là từ 1 triệu tới 2 triệu là được rồi nha. Này. Vario 125. Vario 125 là dạ. Nói là hiện tại là bao nhiêu? Giá bên Kiều hiện tại những cái mẫu này là 36 triệu, các bạn lên màu như thế này nè, có thể thêm cho Kiều từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi là được nha. Cái bên là em xanh trắng luôn ha. Rồi, toàn là những màu 3D bên Kiều lên hết. Có 36 triệu. Dạ đúng. Giá cũng đồng loạt như thế này luôn ha. Mình trả trước bao nhiêu em? Đối với dòng Vario như thế này lên màu 3D thì các bạn đưa trước cho Kiều từ cỡ tầm 3 tới 4 triệu là góp được nha. 3 tới 4 triệu. Dạ đúng rồi. Bên Kiều còn rất là nhiều màu luôn nè, xanh ngọc, cam nè, trắng, đen này kia bên Kiều đều lên hết nha. Hôm này. Hôm này xanh ngọc cũng 150 nha các bạn. 150 hiện tại bên Kiều giá là 46 triệu. Còn lên màu như thế này thì các bạn cứ thêm cho Kiều là từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi là được nha. Hôm này. Này, cái bên là màu cam cũng 150 luôn, cũng đồng giá như vậy luôn. Và cái bên là màu trắng đen hồi lúc trước là có màu trắng riêng nha, còn bây giờ là hiện tại màu trắng đen như thế này là toàn bộ lên 3D hết màu nha sơn các bạn. Luôn. Dạ đúng rồi, giá cũng đồng giá luôn, dòng này cũng là màu trắng 3D nha các bạn. Bên kia là trắng cam này, đỏ candy này, rất là nhiều màu ha. Rồi, em nhắc giá lại. Dạ rồi, hiện tại thì giá bên Kiều là dòng những cái màu mà 150 như thế này là giá là 46,
Cái màu 3D là theo như Kiều từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi là được ha. Còn góp thì anh chị đưa trước, chồng 150 anh chị đưa trước khoảng tầm từ 6 tới 7 triệu là có thể góp được nha. Rồi ok. Thì đó, mình báo sơ thôi một số dòng đó. Ngoài những cái mẫu mà không có trong video thì các bạn chịu khó là các bạn kết bạn Zalo để mà Kiều hỗ trợ. Rồi ok, xin chào ạ. Dạ rồi.